tên ít nhất 3 từ lấy trong bài thơ Lượm của Tố Hữu. Không biết trả lời đại để mình qua đỡ mất thời gian. Dạ. Trả lời đại là cái gì đó, ví dụ như Harry Won. Bên đẹp bên đúc bên nằm gì đó. I don't know. Rồi, không chính xác. Chú bé Lượm đeo cái gì khi đi giao thư? Ôi, em dở văn lắm luôn. Tiếp tục, I don't know. Không chính xác. Cái gì vậy? Đau đớn cho em là vẫn tiếp tục hỏi về bài thơ ấy. Đáp án là gì? Chú bé Lượm thích ở đâu hơn, ở nhà? Ở ngoài. Không chính xác. Ở đồn mang cá vui hơn ở nhà. Cái này dễ nè. Cũng là đồng nhưng có nhiều giá tiền khác nhau là gì? Cũng là đồng nhưng có nhiều giá tiền khác nhau là gì? Việt Nam đồng. Chính xác. Hay, cái câu trả lời hay. Chúng ta sẽ có một lựa chọn khác cho cái câu trả lời là gì? Đồng hồ. Nói chung Việt Nam đồng là hay đó. Người hay không? Hay đó. Cảm ơn anh. Điền từ còn thiếu, trẻ lên ba cả nhà chấm chấm. Cả nhà hạnh phúc. Cả lên ba cả nhà hạnh phúc, về âm về vần là đúng nhưng mà không chính xác. Đáp án là trẻ lên ba cả nhà học nói. Học nói đúng rồi. Nhất kênh trì, nhì kênh viên, tam kênh điền. Vậy kênh trì là chỉ nghề gì? Anh có thể đọc lại câu hỏi được không ạ? Nhất kênh trì, nhì kênh viên, tam kênh điền. Kênh trì là chỉ nghề gì? Nông dân à? Không chính xác. Nuôi cá. Tất cả ba cái nghề đều là nông dân hết. Tuy nhiên câu cá. Kênh trì là nuôi cá. Trong truyện cổ tích Việt Nam, ông trời đã không nghĩ ra tên cho loài cây nào? Họ đặt tên A là cái vú sữa, bưởi, chanh. Tới hỏi ông trời ơi cây này cái gì? Cái chép nấu với rau gì ta? Hả? Cây đa. Cây đa rồi, không chính xác. Thì là. Cái thì là. Tao kể nè. Em kể cho. Kể đi. Ngày xưa là mọi người đều lên trên trời á, để ông trời ông đặt tên cho. Dạ. Mà bà ngủ muộn hay sao ấy đó. Dạ. Là đi trễ xong ông trời hết nghĩ ra tên rồi. Ông bảo là con tên thì là. Xong nó bảo, ấy dạ con tên thì là, nó chạy vậy luôn. Vậy là từ đó nó có tên là Râu Thì Là. Dạ. Hay quá thiệt. Hay không? Hay quá. Hiểu chưa? Bé đã hiểu chưa nào? Em hiểu rồi. Hiểu rồi. Con cá sấu có lưỡi hay không? Có. Chính xác. Có một con chim đậu trên cành cây, 100 con chim khác bay lại, hỏi trên cây có bao nhiêu con chim? Một con, tại mấy con kia đâu đậu đâu. Chính xác. Đó, bắt đầu vô. Nhanh lên em. Bạn có 5 viên kẹo, Trường Giang xin bạn 2 viên, hỏi bạn còn mấy viên kẹo? 5 viên, em chưa cho mà. Chính xác. Hay. Vô rồi. Mấy câu hỏi tào lao là vô. Vô tần số rồi. Mấy câu hỏi tào lao là vô. Mẹo là vô đó. Đảo Phú Quý thuộc tỉnh nào Việt Nam? Đảo Phú Quý một cái đảo rất là nhỏ. Hà Giang. Hà Giang là huyện miền núi. À, em trả lời đại đúng không? Trả lời đại. Ai biết? Phú Quý thuộc tỉnh nào? Đảo Phú Quý. Kiên Giang. Bình Thuận. Ngôi sao nào lớn nhất trong hệ mặt trời? Sao mặt trời? Mặt trời chính xác. Wow. Trên đỉnh cây Noel, người ta thường hay treo thứ gì nhiều nhất? Ngôi sao. Chính xác. Trong bài hát Đất nước, nhạc sĩ Phạm Minh Tuấn đã ví hình ảnh đất nước với hình ảnh nào? Hình chữ S. Không chính xác. Hết giờ. Không chính xác. Đất nước tôi thôn thà giọt đang bâu. Chính xác. Như vậy là cũng giỏi rồi. Ba đáp án liên tiếp. Xin chúc mừng Quỳnh Hương. Tôi muốn gặp những con người chân thật, nói thật, nghĩ thật, cảm xúc thật. Tôi muốn có những người bạn bè chân thật và những người đồng nghiệp tốt bụng thật. Tôi muốn nhớ nhung thật, yêu thương thật, cảm thông thật, tha thứ thật, chia sẻ thật. Và tôi muốn nghe những câu chuyện thật. Hãy lắng nghe những câu chuyện thật trong Kiến Tạo Nhịp Cầu, phát sóng lúc 11 giờ Chủ nhật hàng tuần trên HTV7 từ ngày 17 tháng 6.